Bạn Nhật Trung, bây giờ tôi sẽ xem cái bài bạn Nhật Trung thử ha. Thì bạn Nhật Trung vẫn vẽ như này, thì tôi sẽ vẽ lại ha. Tôi scope cái hình rồi tôi sửa lên trên này luôn các bạn. Đây, này là bạn của bạn Nhật Trung ha. Thì này là đề số 2. Đề số 2 của mình là điều khiển cái motor AC mà điều khiển trực tiếp bằng gờ le thông qua BLC. Ở đây có bạn nào mà chưa học môn BLC không ta? Thì BLC ha, bây giờ chúng ta điều khiển đảo chiều thứ là sao? Thì để vẽ được cái sơ đồ mạch điện mà trong BLC á, các bạn nhớ này, hôm lúc trước các bạn có học môn môn gì ta, điện công nghiệp hả? Điện công nghiệp thì chúng ta có phần vẽ mạch điện động lực cũng như mạch điện điều khiển. Thì cái này là mạch điện động lực à. À, mạch này là mạch động lực có ba nguồn là ba pha đi vào. Thì thực ra nếu mà vẽ đúng thì nó phải có gì à, CB tổng hay gì đó ha, rồi khởi động từ, cái này chính là cuộn cuộn con, cái này là tiếp điểm của khởi động từ, được chưa? À, cái này là KT, này KN, ở này là motor AC. Thì motor AC để mà mình đảo chiều là mình bằng cách là mình sẽ đảo pha của nó, là nó sẽ đảo chiều thôi. Thì bạn đây bạn có ở đây sử dụng cái KT KN, đây là cái cuộn con, chỗ này chính là cuộn con, cuộn con này, đây là chính là cuộn con của cái khởi động từ thứ nhất KT KN. Thì ở đây khi các bạn sử dụng, các bạn nhớ là ví dụ như mình xài nguồn 24V thì chỗ này là ví dụ như để đây cộng như hàng gì, đây trừ hay là trừ cộng gì đó, này tùy theo chúng ta ha. Ví dụ ta để đây trừ cộng, thì các bạn nhớ khi mà các bạn vẽ cái mạch điện lý thì chúng ta phải nhớ cái nếu mà điện trừ đấy thì bên trong này nó chính là cái tiếp điểm ở trong này. Ở bên trong nó sẽ có cái tiếp điểm vậy. Thì khi mình ra lệnh ví dụ như chạy thuận chạy nghịch gì đó, à thuận nghịch, cái này là chạy thuận, cái này nghịch. Ví dụ như mình có BLC, mình có cái lệnh như này đi, đây là cuộn con. Ví dụ điều khiển động cơ là chạy thuận chạy nghịch. Ví dụ như đây chúng ta sử dụng khóa chéo hay gì đó, cái này là chạy thuận, à thuận nè, và dừng dừng. Ví dụ như mình xài công tắc dừng này đi, dừng khẩn đi, dừng là stop đó. Cái này mình sẽ ra là Q1 chẳng hạn, Q0.1, Q0.1 thì có nghĩa là nhấn nút gì ta, là thuận cái thì cái quy xuống cái một này nó sẽ tác động và nó giữ lại, thì cái này khởi động từ nó sẽ dẫn đây. Còn khi mình nhấn nút sự nghịch, à khi mình nhấn nút nghịch cái thì nó sẽ điều khiển tắt cái này và bật cái kia chẳng hạn gì ha. Thì chúng ta sẽ làm một cái khóa chéo, thì nhớ là lưu ý là chúng ta phải vẽ mạch hai mạch mạch điện điều khiển, và nếu như ta tùy theo chúng cái khởi động từ này là điện gì mà chúng ta sẽ vẽ nó phù hợp ha. Thì nói chung vẽ này là hợp lý. Rồi tiếp theo là đối với bạn bạn là bạn Lộc à, bạn Lộc cũng vẽ cũng nguy hình. Bạn Lộc này cũng giống thôi. Thì chỗ này chúng ta lưu ý là cái việc điều khiển, thì đối với chúng ta vẽ BLC thì chúng ta sẽ có hai cái sơ đồ, một sơ đồ gọi là sơ đồ này gọi là sơ đồ điều khiển, còn bên đây là sơ đồ động lực. Rồi còn đối với cái mạch điều khiển tốc độ động cơ này, có bạn nào vẽ được không bạn? À, có bằng nào vẽ được cái sơ đồ điều khiển động cơ không? Bằng MCU không? Kết nối bằng MCU không? Đâu bạn
công hậu coi, công hậu ở đây không? Dạ có thì ơi. À, em có vẽ được cái mạch nào không? Bốn dạ mạch không. đây có vẽ một mạch nào không? Hạ lưu ngoan coi, có ngoan đâu. Ít nhất chúng ta phải biết vẽ chứ ha. Rồi thì tôi nếu mà không vẽ thì tôi nhắc lại một số cái ha, các bạn về các bạn xem lại, hiểu các bạn vẽ ha, bữa sau tôi sẽ kiểm tra. Thứ nhất là trong cái vấn đề mà chúng ta ở đây tôi sẽ lưu ý một cái ha, chúng ta lưu ý rồi các bạn sẽ về các bạn vẽ lại. Thì đối với mà giao tiếp điều khiển output á, điều khiển output á, thì hầu hết nếu như mà chúng ta sử dụng MCU chúng ta điều khiển á, thì giữa MCU và cái thiết bị chấp hành thì phải theo một cái nguyên tắc, phải theo một cái sơ đồ nguyên tắc. Đó là gì? À, chúng ta nhớ theo cái sơ đồ nguyên tắc này ha. Đây là MCU này. Muốn điều khiển ngoại vi thì cần thiết cái gì? Nó phải qua một cái bộ phận, nó không phải gọi là cách ly. Thứ nhất là cách ly, được chưa? Cái thứ hai là chúng ta phải qua cái bộ phận được gọi là driver. Rồi xong sau đó chúng ta mới tới cái thiết bị chấp hành. Thì đây là cái sơ đồ. Đây là cái sơ đồ mà thiết kế một cái output mà theo đúng chuẩn. Cách ly này mục đích là dùng, chúng ta sẽ chỗ cách ly này á, là chúng ta sẽ cách ly về mặt điện luôn á, cách ly về mặt điện. Có nghĩa là giữa hai bên là MCU và thiết bị chấp hành thì nó sẽ không có dính líu gì tới cái phần điện hết. À, mục đích để làm gì? Mục đích để bảo vệ cái MCU này. À, khi mà cái thiết bị chấp hành này nè, ví dụ như động cơ hay đặc biệt là cái thiết bị mà có cái tính chất cảm kháng L, cảm kháng, thì thường nó sẽ có một cái dòng hoặc là một cái điện thế nhiễu, hay nói cách khác là nó sẽ có một cái sức điện động phản kháng, nó sẽ đánh ngược về. Nếu mà chúng ta không có cách ly á, thì cái sự cố nó sẽ làm cho vi điều khiển nó bị hư ha. Do đó thường tất cả những cái output của vi điều khiển đối với thiết bị chấp hành thì chúng ta phải qua một cái sơ đồ này. Cách ly là dùng để ngăn cách về mặt điện giữa phần điều khiển và phần động lực. Cái thứ hai là cái driver. Cái driver này chính là cái mạch động lực các bạn. Đây là cái mạch động lực để lái cái thiết bị chấp hành này. Tùy theo thiết bị chấp hành này là tải L hay tải R và công suất là bao nhiêu thì chúng ta sẽ thiết kế cái driver này tương ứng, được chưa? Ví dụ như điều khiển động cơ DC thì chúng ta phải có cái, để điều khiển tốc độ cũng như chiều quay thì chúng ta phải sử dụng cái mạch gì đó, thì cái mạch đó chính là cái driver. Ví dụ như đó, động cơ driver, động cơ DC á, thì chúng ta sẽ có cái mạch điều khiển tốc độ, chính là thường là chúng ta sử dụng cầu H. Cầu H để chúng ta sẽ được điều khiển về chiều quay cũng như là tốc độ. Cầu H để điều khiển chiều quay kết hợp với điều khiển tốc độ. Thì chúng ta sẽ cái mạch driver này chính là cầu H. Và cái thiết bị chấp hành của mình chính là motor DC. Rồi để kiểm soát được tốc độ á, thì động cơ này xong á, thì chúng ta sẽ qua một cái thiết bị nó được gọi là encoder. Encoder này chính là tín hiệu mà nó đưa vào cái tín hiệu ngõ vào, nó gọi là input, nó đưa vào input của điều khiển. Có nghĩa là nó sẽ quay về cái tín hiệu input này, nó dạng số hay tương tự tùy. Hay thì đó là cái nguyên tắc của chúng ta thiết kế, được chưa? Vậy là
Các bạn nắm nguyên tắc chung ha, có nghĩa là MCU mà kết nối ngoại vi thì chúng ta sẽ có phần cách ly, cách ly tất cả những này phải có phần cách ly hết. Đối với điều khiển xi lanh hay là điều khiển xi lanh khí nén hay thủy lực hoặc là gờ le thì nói chung là chúng ta sẽ điều khiển gọi là điều khiển on off. Ví dụ như điều khiển khí nén, điều khiển khí nén thì chúng ta sử dụng cái mạch điều khiển gọi là đóng ngắt một cái cuộn con để chúng ta đóng mở một cái van gì đó, thì cái cuộn con nó chính là cái dạng gờ le, mà gờ le thì chúng ta chỉ điều khiển on off, được chưa? Nó điều khiển on off. Tương tự vậy, cái gờ le này là thực ra nó là một cái cũng là điều khiển on off. Hay nói khác là điều khiển output thường trong các hệ thống điều khiển chủ yếu là on off. Ngoài ra thì các bạn thấy nó có một cái phần tôi nhét vô chỗ này, đó là điều khiển thông qua biến tần. Thì đối với biến tần này á, theo phương pháp á, thì chúng ta sẽ có hai cái phương pháp điều khiển, đó là điều khiển trực tiếp cái biến tần đó luôn. Có nghĩa là điều khiển trực tiếp có nghĩa là sao? Trên cái biến tần đó, nó có các cái termino. Trên biến tần các bạn thấy nó sẽ có những cái termino, có những cái termino đó. Termino đó chúng ta sẽ giao tiếp bằng số với cái MCU hoặc giao tiếp bằng số với BIOS. Chúng ta có thể cái termino đó người ta cấu hình, chúng ta lập trình trên cái biến tần á, là chúng ta có thể cho nó chạy thuận chạy nghịch ha, hoặc là dừng, hoặc là chúng ta điều khiển tốc độ bằng cách là chúng ta kết nối bằng cái biến trở để chúng ta có thể điều khiển được. Đó là kết nối trực tiếp. Và cái cách thứ hai là chúng ta sẽ kết nối qua con đường truyền thông. Truyền thông thì chúng ta sẽ kết nối truyền thông thì thông qua các cái chuẩn giao tiếp, ví dụ như RS-485. Đó, chúng ta sẽ giao tiếp thông qua chữ RS-485. Vậy thì chúng ta thiết kế giao tiếp RS-485 như thế này như nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ kết nối theo các cái chữ như này. Nãy giờ chúng ta cũng nói. Vậy thì cái biến tần đó chính là một cái driver. Theo mô hình này nó cũng là driver. Nếu mà chúng ta kết nối trực tiếp thì các cái đường mà chúng ta kết nối với quy điều khiển thì chúng ta cũng phải cách ly. Còn đối với BIOS đó các bạn, BIOS thì bản thân BIOS bên trong nó đã cách ly sẵn rồi, chúng ta chỉ cần kết nối với output của nó là ok, và chúng ta kết nối đúng cái logic của nó là được ha. Còn kết nối truyền thông thì chúng ta sẽ gắn qua các cái cổng giao tiếp của cái MCU hoặc là BIOS đó. Thì đó là cái thiết kế output. Thì thực ra output thì nói chung quy lại thì nó sẽ có những cái con đường như thế, và đây là cái mô hình tổng quan để chúng ta có thể kết nối. Khi chúng ta thiết kế thì chúng ta phải, hoặc là chúng ta đọc cái tài liệu nào đó thì chúng ta phải nắm được cái đặc điểm này của cái việc thiết kế giao tiếp, được chưa? Ví dụ như ở đây có một số ví dụ đây bạn, ở đây bạn này có thiết kế là MCU giao tiếp với biến tần thì chúng ta thấy MCU giao tiếp với biến tần để điều khiển cái motor AC 3 pha. Thì motor AC này nó sẽ thông qua cái encoder, thì chúng ta sẽ qua một cái mạch để chúng ta đưa vào cái tín hiệu input cho MCU. Thì cái này các bạn thấy để điều khiển công biến tần thông qua truyền thông thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ kết nối bằng cái con 75176 giống như nãy đó ha, để chúng ta ra chữ nghe đó 45, rồi sau đó chúng ta kết nối với con biến tần này chúng ta điều khiển. Hoặc là trường hợp này các bạn thấy đây là cái mô hình có một bạn sinh viên cũng là chúng ta sẽ kết nối để điều khiển động cơ mà có kiểm soát tốc độ thông qua một cái module cầu H. Thì các bạn thấy đây là cái ví dụ như bạn lấy con quy điều khiển là con MCU là Raspberry chẳng hạn gì ha, thì chúng ta sử dụng cái driver là L298, đây là module cầu H để chúng ta điều khiển cái động cơ này. Nó sẽ đưa qua encoder để quay về cái để chúng ta nhận vô cái feedback. Thì cái quan trọng ở chỗ này á, thì các bạn thấy cái này là driver của cái động cơ, thì chúng ta cái chỗ này bạn này thiết kế nó còn thiếu một cái cách ly opto. Vậy là chúng ta phải
mỗi một cái đường này chúng ta sẽ chặn một cái ốc tô trên đây để đảm bảo là giao tiếp với cái ngoại vi thông qua một cái mô hình là MCU rồi cách ly tới driver và tới cái động cơ. Và đặc biệt trong này chúng ta sẽ thiết kế là làm sao nó phải cách ly về cái nguồn luôn để đảm bảo cho MCU nó không bị xung đột dữ liệu. Thì đó là cái một số cái phần thiết kế. Rồi, ok, thì đó là một số cái vấn đề mà tôi muốn trao đổi với các bạn trong cái phần thiết kế giao tiếp. Ok, hôm nay chúng ta dừng đây ha. Tuần sau chúng ta xong trực tiếp và tuần sau tôi sẽ nói thêm một số cái vấn đề về thiết kế hệ giao tiếp này nữa, đặc biệt là trên cái bo thí nghiệm. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta sử dụng phần mềm. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái chương trình, cái phần mềm để chúng ta lập trình trên máy tính là cái gì, cũng như là cách chúng ta nghiên cứu nó như thế nào để chúng ta có thể lập trình tạo giao diện trên máy tính để chúng ta có thể giao tiếp với các cái thiết bị phần cứng bên ngoài của mình để chúng ta xây dựng cái hệ thống mà có thể đo lường và điều khiển được từ máy tính nha. Ok, chắc hôm nay chúng ta dừng đây ha. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, chúng ta sẽ học trực tiếp trên lớp theo cái lịch của phòng đào tạo gửi cho các bạn đó.